Việc an trụ pháp không nội chẳng lìa bát nhã ba la mật đa là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng lìa bát nhã ba la mật đa là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ việc ăn trụ chân như chẳng lìa bát nhã ba la mật đa là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ việc an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu năm loại mắt, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa, là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ việc tu sáu phép thần thông chẳng lìa bát nhã ba la mật đa là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ việc tu mười lực phật chẳng lìa bát nhã ba la mật đa là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ việc tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng chẳng lìa bát nhã ba la mật đa là đều do bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ Việc tu đại từ chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa là đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa nhiếp thọ. Việc tu đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa là đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa nhiếp thọ. Việc tu pháp không quên mất chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa là đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa nhiếp thọ. Việc tu tánh luôn luôn xả, chẳng lìa Bát nhã Ba la mật đa là đều do Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu trí nhất thiết chẳng lìa Bát nhã Ba la mật đa là đều do Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng lìa Bát nhã Ba la mật đa là đều do Bát nhã Ba la mật đa nhiếp thọ. Việc tu 32 tướng đại sĩ chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa là đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa nhiếp thọ. Việc tu 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa là đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa nhiếp thọ này thiện hiện như vậy đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa trong khoảng một sát na tâm có thể nhiếp thọ đầy đủ bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ bốn niệm trụ bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ thành đế khổ tập diệt đạo cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ tất cả pháp môn tam ma địa tất cả pháp môn đà la ni cũng có thể nhiếp thọ đầy đủ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh